Mời quý vị khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm qua tuyên bố giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức cao nhất trong 23 năm qua do lạm phát cao. Sau cuộc họp hai ngày, Ủy ban thị trường mở, cơ quan hoạch định chính sách của Fed thông báo giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 5,25% đến 5,5% đã được Fed duy trì từ tháng 7 năm 2023. Trước đó, thị trường dự báo Fed sẽ có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và đợt đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6. Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp. Chủ tịch Fed ông Jerome Powell đã bác bỏ khả năng Fed sẽ sớm giảm lãi suất do lạm phát vẫn chưa đạt được mục tiêu 2%. Lộ trình chính sách mà chúng tôi tập trung như tôi đã đề cập trước đó là sẽ duy trì chính sách thắt chặt. Chúng tôi cần có bằng chứng thuyết phục rằng chính sách tiền tệ hiện tại đủ hiệu quả để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Lạm phát của Mỹ ở mức 3,5% trong tháng 3. tuyên bố ít có khả năng tăng lãi suất của chủ tịch Fed nhanh chóng tác động tới thị trường, trong đó chứng khoán Mỹ giao dịch trái chiều khi khép phiên đầu tiên của tháng 5. Khép phiên đầu tiên của tháng 5, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,23% lên 37.903,29 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 mất 0,34% xuống 5.018,39 điểm và chỉ số Nasdaq Composite trượt 0,33%, chốt ở 15.605,48 điểm. Phiên này, chỉ số của 6 trên 11 lĩnh vực chính trong nhóm S&P 500 mất điểm. Trong đó, năng lượng và công nghệ dẫn đầu các ngành giảm điểm mất lần lượt 1,6% và 1,26%. Trái lại cổ phiếu thuộc nhóm tiện ích và dịch vụ truyền thông dẫn đầu mức tăng, lần lượt là 1,14% và 0,84%. Phố quên giao dịch trái chiều, sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết Fed tập trung vào việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Ông Eric Deaton, Chủ tịch và giám đốc điều hành của The Wea Alliance nhận định. Hãy bắt đầu với một câu trích dẫn đã gắn bó với tôi trong suốt 38 năm làm việc. Có hai nhóm người, một nhóm là những người không biết lãi suất sẽ đi về đâu, và nhóm còn lại là những người không biết rằng họ không biết được lãi suất sẽ đi về đâu. Và ngay Powell cũng thuộc nhóm đầu tiên, ông ấy không biết lãi suất sẽ đi đến đâu. Bạn hỏi và ông ấy sẽ nói, tôi phụ thuộc vào dữ liệu. Ông Brian DeChick Chiến lược gia trưởng tại Kasinrop nhận định, ông Powell không gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình. Ông ấy thừa nhận rằng lạm phát vẫn còn là một vấn đề, nhưng vẫn lạc quan rằng nó sẽ được cải thiện trong những quý tới. Trong khi đó, các nhà đầu tư phản ứng tích cực với thông báo của Fed. Động thái này cho thấy một cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm thắt chặt các điều kiện thị trường tài chính bằng cách cho phép số tiền thu được từ trái phiếu đáo hạn được đưa ra khỏi bảng cân đối kế toán mà không cần tái đầu tư ngay lập tức. Ông Sonu và Hise chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại Carson Group cho biết. Thực tế là lạm phát vẫn ở mức cao, có nghĩa là chúng ta sẽ không sớm thấy việc cắt giảm lãi suất. Sau nhận xét của Bo lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 4,6%, làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng vượt quá 5% và hạn chế tăng trưởng kinh tế. Diễn biến này đã thúc đẩy mức tăng buổi chiều, đặc biệt là ở các cổ phiếu công nghệ lớn nhạy cảm với lãi suất và tâm lý rủi ro, chẳng hạn như Microsoft và Alphabet. Tiếp tục với các tin tức kinh tế tài chính đã chú ý khác. Thưa quý vị, tuần tới Ngân hàng Trung ương Anh sẽ đưa ra quyết định về việc có điều chỉnh thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm hay không. Các thị trường tài chính đang dự báo BOE sẽ cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9 và động thái tương tự thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Những dự báo này khác xa so với dự kiến cắt giảm lãi suất 6 lần trong năm nay mà các nhà đầu tư đã đồn đoán vào đầu năm nay. Những tháng gần đây, thống đốc BOE, ông Andrew Bailey, tỏ ra ủng hộ ý tưởng cắt giảm chi phí đi vay lần đầu tiên kể từ đầu năm 2020, thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Ông Bailey cho biết lạm phát tại Anh đang đi đúng hướng với chỉ số giá tiêu dùng đứng ở mức 3,2% trong tháng 3 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 4, rời xa mức cao nhất trong bốn thập kỷ là 11,1% trong tháng 10 năm 2022. Vào tháng 3, ông Bailey cho rằng việc các nhà đầu tư dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay là hợp lý. Một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters của Anh đối với các nhà kinh tế tháng trước cho thấy sự khác biệt về kỳ vọng giữa tháng 6 và tháng 9. Dữ liệu chính thức công bố hôm nay cho thấy, lần đầu tiên sau 3 tháng, lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc giảm xuống 2,9% trong tháng 4, thấp hơn so với ước tính của các nhà kinh tế. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, chỉ số giá tiêu dùng ở mức 2,9% trong tháng 4, giảm so với mức 3,1% của tháng 3 và thấp hơn so với mức dự báo 3% theo khảo sát của các nhà kinh tế của hãng tin Reuters. Cũng theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, 2,9% là mức tăng hàng năm chậm nhất kể từ tháng 1 vừa qua. Trong tháng 4, giá nông sản giảm 3,9% sau khi chính phủ Hàn Quốc triển khai các biện pháp nhằm ổn định lạm phát lương thực. Tuy nhiên, giá các sản phẩm dầu mỏ lại tăng 1,6%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng dễ bay hơi, tăng 2,3% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với mức tăng 2,4% trong tháng 3 và là mức giảm chậm nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Hầu hết 7 thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp quyết định lãi suất vào tháng trước rằng chính sách tiền tệ nên hạn chế trong thời điểm hiện tại để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% do những bất ổn vẫn còn đối với nguồn cung. Bộ Tài chính Thái Lan thông báo từ tháng 5 này tất cả hàng hóa nhập khẩu sẽ phải chịu thuế 7% giá địa tăng VAT. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết việc áp dụng loại thế này sẽ bảo đảm sự công bằng trong hệ thống thương mại địa phương. Hiện tại, VAT không được áp dụng cho hàng hóa có giá dưới 1.500 bạc hàng hóa mua từ nước ngoài thông qua nền tảng trực tuyến giờ đây sẽ phải chịu thuế vat như hàng hóa mua từ các cửa hàng trong nước tuy nhiên thuế nhập khẩu vẫn thuộc thẩm quyền của cục hải quan và sẽ tiếp tục được áp dụng theo quy định của tổ chức hải quan thế giới bước đầu thuế vat áp dụng đối với hàng hóa giá rẻ mua trực tuyến sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của cục hải quan Tuy nhiên, về lâu dài, Bộ Tài chính Thái Lan sẽ phải sửa đổi bộ luật thuế thuộc Cục Thuế. Theo thống kê, hơn 30 triệu bưu kiện nhập khẩu vào Thái Lan mỗi năm, trong đó hơn một nửa là các mặt hàng giá rẻ, có giá trị không vượt quá 1.500 bạc. Trong kết hàng 24 mạng xe điện của hãng xe Mỹ Ford ghi nhận khoảng lỗ 1,3 tỷ đô la, tương đương 132.000 đô la với mỗi chiếc xe bán ra. Reuters dẫn kết quả kinh doanh mới nhất của Ford cho thấy quý 1/2024, hãng bán được 10.000 chiếc xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của mảng xe điện cũng giảm mạnh 84% xuống còn 100 triệu đô la. Kế theo đó là khoản lỗ lên đến 1,3 tỷ đô la chỉ trong 3 tháng đầu năm. Như vậy, chia bình quân cho 10.000 xe điện, Ford đã lỗ khoảng 132.000 đô la cho mỗi chiếc xe được bán ra. Năm ngoái, mảng xe điện của Ford lỗ 4,7 tỷ đô la với 116.000 chiếc xe được bán ra. Mức lỗ trung bình của năm ngoái là 40.525 đô la một xe, chỉ bằng 1 phần 3 số lỗ trong quý đầu tiên của hãng trong năm 2024. Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các khoản lỗ trên là do cuộc chiến về giá cả giữa các mẫu xe điện. Không chỉ Ford, một tập đoàn ô tô khác của Mỹ là Tesla cũng phải đối mặt với tình trạng giảm lợi nhuận. Tesla báo cáo lợi nhuận quý 1-2024 giảm 48% và doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, công nhân vùng nông thôn Trung Quốc đóng góp đáng kể vào nền kinh tế nước này. Nhưng trong bối cảnh kinh tế ảm đạm, nhiều công nhân mất việc. Trong khó khăn, nhiều người tìm được giải pháp cứu cánh nhờ các nền tảng trực tuyến. Theo nền tảng dữ liệu Statista của Đức, năm 2023, Trung Quốc có 297,5 triệu lao động làm việc xa nhà. Andrew Gohan từng là một trong số đó. Làm việc ở các thành phố lớn có thể kiếm được vài ngàn tệ, nhưng bây giờ tự động hóa, lao động tay chân dần lỗi thời. Năm 2018, anh trở về quê, bắt đầu bán hàng trực tuyến trên nền tảng Douyin. Anh bán thịt xúc xích sông khói, rượu cùng nhiều đặc sản địa phương khác. Những ngày đắt hàng, anh thu về lợi nhuận lên đến 1.000 đô la Mỹ, gấp đôi mức thu nhập hàng tháng ở thành phố trước đây. Năm 2023, thị trường thương mại điện tử phát trực tiếp ở Trung Quốc đạt gần 5.000 tỷ nhân dân tệ. Đây là xu hướng mà chính phủ Trung Quốc muốn mở rộng. Phát ngôn viên Bộ Thương mại, ông Hy Gia Đông cho biết, phát triển thương mại điện tử là giải pháp quan trọng để thay đổi vùng nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng ở vùng nông thôn. Tập đoàn Standard Character của Anh, chuyên về lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, đang mở rộng ở thị trường giàu tiềm năng Trung Đông trong đó standard character thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng tại ả rập xê út nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng của thị trường tỷ dân trung quốc Giám đốc điều hành Standard Charter Trung Quốc cho biết, ngân hàng đang tăng cường cơ sở hạ tầng và dịch vụ để hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng Trung Quốc tại Ả Rập Xê Út. Sự hiện diện của ngân hàng trong khu vực còn tương đối mới vì ngân hàng mới hoạt động tại Ả Rập Xê Út từ năm 2022. Tuy nhiên, hành lang giữa Trung Đông và Trung Quốc đã đóng góp 10% vào thu nhập của Standard Charter và ngân hàng đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Hy vọng trong 12 đến 24 tháng tới, chúng ta sẽ thấy tỷ trọng của hành lang Trung Đông trong toàn bộ thu nhập của người gốc Hoa nhanh hơn, đặc biệt là ở Ả Rập Xê Út. Ba Gian nhấn mạnh rằng Ả Rập và Trung Quốc có sự liên kết chiến lược. Vương quốc đây đang tích cực tìm kiếm sự đa dạng hóa trong nền kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng mới, công nghệ hậu cần và thương mại điện tử. Những lĩnh vực này được công nhận là lĩnh vực then chốt mà các công ty Trung Quốc vượt trội. Tôi nghĩ các công ty Trung Quốc có lợi thế và cũng có nhu cầu đến Ả Rập Xê Út để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, đồng thời mở rộng sang khu vực này trên thế giới rất nhanh. Theo quan điểm của Standard Charter, chúng tôi đã liên tục chuyển đổi để hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc trong 8 đến 10 năm qua. Ông Mazen buchan giám đốc điều hành của Standard Charter Ả Rập Xê Út, nhấn mạnh rằng vương quốc này và Trung Quốc có mối quan hệ lịch sử và lâu dài. Ngoài ra, hai quốc gia có những chiến lược giống nhau để đạt được tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa và mục tiêu. Chúng tôi có cơ hội và vị thế rất độc đáo với tư cách là ngân hàng toàn cầu ở cả hai thị trường để tận dụng mạng lưới đó và khả năng kết nối. Chúng tôi đang mở rộng hoạt động và bổ sung thêm nhân lực, sản phẩm, dịch vụ tại chỗ cũng như các giải pháp. Standard Charter ở Ả Rập Xê Út hoạt động như một tổ chức bán buôn chính thức, tập trung phục vụ các tổ chức tài chính thuộc chính phủ và các công ty lớn toàn cầu ở vương quốc này. Standard Charter đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nội địa và Ả Rập Xê Út ngân hàng cũng đã hỗ trợ các công ty quốc tế thiết lập sự hiện diện và hoạt động tại phương quốc này, đóng vai trò là cầu nối giữa các công ty này và thị trường Ả Rập Xê Út. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào và hẹn gặp lại!